Cần cho da, cho da. Con là con nó lại số lại xấu nên bãi như cha con đi đây này. Con đang ngó nguồn mà con nó con ui ảnh nhau ra giò Thank you.
buồn ơi. Như phát hồn rồi. Đây đây đi. Đây là khả đá hoa này. Dậy. Bắt mấy thôn rồi. Nhiều cái chim ấy dài cho ạ. Hết tay một kháng rồi. Mẹ, không bát rồi. Cổ mù nữa cơ, đỡ thắng bát rồi.
chuồng rồi. Rồi ăn đây. Đó là ớt băng. Ừ, ớt băng. Ừ. Ăn lắm. Cảm giác ớt nó là ngọt rồi. Anh để ngay là bây giờ ta đi xào ra em. Một lối vào xào ra ăn thử hết. Cỡ lại nhé, cỡ rồi xin cỡ rồi thôi cỡ cơ.
vào ra. Một cặp. Mưa thì mưa, nhưng nước tấp cho nên hơi ít. Bữa lại nhé kêu rồi xin bữa rồi xong cáp được. Cái vòi. Cái ông thằng ở lại. Lại lấy một cái bát lên. Cái này nó khoai ớt này trên được rồi. Đỉnh mày hao cái bát xong rồi. Bừng lên nha hai. Bừng lên nha hai, ba vào điện đấy. Đấy, trông đùa thôi, em lên đùa đùa thôi. Đấy nè, không đi nè. Ngon, tốt lắm. Khu đúng cái này nó nọ khói đấy. Ừ. Vào. Đây.
Chưa xong nha. Ừ. Cắt có một cục phun đó. Bữa mày đi sao hay được lo có luôn nha. Ăn thứ nó cũng chưa chó. Ngoan đó. Con ăn. Ngoan ăn này. Thank you.
Có than à, lạt thế này hả xí? Đợi yếu có khăm đấy. Do lên cái sốt khổ một lưỡi. Đính thế nhở? Hãy xuống đây đây này, một lát nữa. Đó. Đây. Cầm này, ôm này, ôm này. Đây chị đi làm cái này nó bao tao này đá cái thay rồi làm cái này nó có cưa nó một xoắn hết chỉ là chỉ là chỉ là chỉ là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xúc đi này, cái mồm nó xúc xuyên, bước đi xúc xuyên này đi đó. Ai xúc rộng nó mới xúc xuyên là thắng rồi. Đâu? Chà rì như nó đợi nè. Viên nó chụt xuống rồi, áp xuống rồi đó. Nào, nào, nào. Cú cú đúng cái này nó khói đấy. Ừ. Đâu. Đấy. Đây. Đứng bắt cuốn cái này là nó là cú. Biết hóa cây đó. Đâm đi xuống rồi nè, cuối này, cuối này. Tiếp.
Như này xoài thân thế này chắc đợi ý vâng xuống cái thang đốt trong đầy thảm lá quay thảm lá cho nó ngáo và đi quá nó ai mà được đi vào là được đi vào ngày nhà vui đó hồi đi con đường cá chả bỏ cá nhỉ, nó bị bỏ, mưa cái gì hết, đúng, sao thảo, là khi là lên nó vừa lại thì nó bán được. Con cho đất con đấy nè con, chưa ha? Thảo nha.